Xin chào các bạn, ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật vỗ ở hơi cho bé. Vỗ ở hơi là một kỹ thuật giúp làm giảm tình trạng chớ hay còn gọi là ọc sữa ở trẻ sơ sinh. Chớ hay ọc sữa ở trẻ sơ sinh là một tình trạng sinh lý rất hay gặp. Nguyên nhân của tình trạng này là do sự chưa hoàn thiện của đường tiêu hóa ở trẻ sơ sinh và việc em bé bú nước quá nhiều hơi trong quá trình bú. Chớ là một hiện tượng không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của em bé. Tuy nhiên, nó làm cho các bậc phụ huynh rất là lo lắng. Vì vậy, cái việc giảm chớ cũng là một điều mà các bậc phụ huynh rất quan tâm. Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các bạn một trong những cái phương pháp để làm giảm tình trạng này. Đó chính là kỹ thuật vỗ ở hơi. Trước tiên, mẹ phải biết khi nào cần vỗ ở hơi cho bé. Không có một quy tắc nào về thời điểm vỗ ở hơi cho bé. Có những bé cần được vỗ ở hơi ngay khi đang ăn, có những bé cần được vỗ ở hơi sau khi ăn. Mẹ quan sát bé, nếu trong bữa ăn bé khó chịu, mẹ nên vỗ ở hơi cho trẻ giữa bữa. Ngược lại, khi bé ăn một cách thoải mái trong bữa ăn, mẹ sẽ vỗ ở hơi cho bé sau khi bữa ăn kết thúc. Một số bé có thể chớ ra một chút sữa trong khi vỗ ở hơi, điều đó là hoàn toàn bình thường. Vì vậy, mẹ cần chuẩn bị sẵn khăn sữa cho bé trong quá trình vỗ ở hơi. Nguyên tắc cơ bản trong khi vỗ ở hơi cho bé là phải nâng đỡ cổ và đầu trẻ, đảm bảo lưng và bụng luôn thoải mái và thẳng, không bị gập hay cuộn. Không áp dụng các động tác vỗ và xoa lưng liên tục và cũng không cần vỗ ở hơi trong thời gian dài, chỉ cần một vài phút là đủ. Có 3 tư thế vỗ ở hơi như sau. Tư thế bế vác, tựa cằm trẻ lên vai mẹ, đỡ đầu và vai trẻ bằng một tay, tay kia vỗ nhẹ vào lưng trẻ và xoa lưng. Lưu ý khi vỗ, mẹ dùng lực của phần ngón tay để em bé không bị rung lắc mạnh. Mẹ có thể vừa vỗ cho bé vừa đi lại quanh phòng. Tư thế ngồi trên đùi. Bé ngồi trên đùi mẹ, mặt quay ra ngoài, một tay đỡ bé với ngón cái và ngón trỏ đỡ cằm, ngón giữa luồn xuống nách bé. Chú ý không để ngón trỏ và ngón cái tì vào cổ bé. Tay còn lại vỗ và xoa lưng bé như hướng dẫn ở trên. Tư thế nằm trên đùi. Cho bé nằm vắt ngang qua đùi mẹ, mặt bé hướng xuống dưới, một tay luồn xuống dưới người bé, đỡ cằm bé. Tay còn lại vỗ lưng bé. Trên đây là hướng dẫn vỗ ở hơi cho bé, giúp giảm các triệu chứng trào ngược ở bé. Nếu các bé vẫn còn trào ngược nhiều, các mẹ hãy liên hệ với bác sĩ và cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ. Cảm ơn các mẹ đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!